Trong ngày này, cảm ơn thì dưỡng xung lực dầu bật thiên đạo bản mùi sẽ đầy ẩm phí phùm không miên sổ mặt tập hiệp. Đại dưỡng bản ảnh chơi lục chăn sổ vết, lúc cứ chỉ ảnh lục bật thiên phần này ảnh kết sức mật nút, nay sẽ mà cùng ảnh học một thư chỉ việc mình chìm được xưa lưỡng. Sống sống bài gì đây lưỡng. Nếu chăm xung chìm được đại tha lục chăn sổ vết, lúc cứ chỉ ảnh sức bản nhạc bạch bạp nơi sẽ cao lý chế lại nó toàn chùm đoán tỷ pì, hay lục miên bạch vì sao kháng phần này sức mật nút ní, rồi dạp bê đập buôn chân nằm. Cho nên nếu chăm xung chính lúc nâng trực tác nữ chân, tam đàn sạp nơi sầm răng mật tế, tiện tâu nâng bật thiên đạo mà dương, xung chí. Bông miên đại lưu ẩm pi, côn là dỗ bái, rồi có bị thiên đại ca phung khung miên sơ vạt tập hiệp ọt. Ất đại bàn lưu không? Phung khung khung miên sơ vạt tập hiệp, khuyên đại bàn lưu bộ, khuyên đại bàn sạp, ứng kháng bộ ở miên ấy, khuyên đại bàn sạp ấy. Cái đau từ lưu ấy đấy, phung khung miên sơ vạt tập hiệp năng bông? Phung khung miên sơ vạt tập hiệp, đau từ lưu chứa chôn. Bà tam phung khung miên sơ vạt tập hiệp, nó kì bà đau từ sọc phum dương nâng về miền đi tha cho lui cho plon rứ có khmê tầm nâng ấy chứ đó lục dịch đang hay tha phum khum miền sạt phiệp cứ chỉ còn dục bái mũi đại bằng cải lai nơi trong chín năm pi bòn đáp hay nơi trong cải sự phiệp được bao công ca nghi chỉ mũi nâng bị chia bờ rạt ẩm bánh mày nấy nhưng khi tha bị chia bờ rạt dương hạn đôi chia mình bàn lư mình bàn đăng ẩm pi côn là dục bái thì ta đi một pi dương tại từ tại bằng cách đưa mũi có cao sập sai được bao dương nơi miền cầm rạt tăng vật tư riêng tăng online sẽ chỉ riêng đại miền trái này không chỉ bà hai cô nhiều bài đã bỏ đi đào thải bị bán để tồn nông phun không miền sản phẩm đẹp này cứ rất là miền cầm nặt bệnh nhạt này không chỉ bà cùng một toàn tham gia riêng này phòng đại và hay riêng nhóm có kết hà bị chia bỏ đoạn mà chấm nuôn quạt một toàn bán đắng cứ chăm bài quạt thời tham miền tầm nhẹ tầm non chấm muối nhà thô mua than bỏ phụ quạt bộ cái bán bật cái ta poster nợ tam mà đa mua than bỏ quạt nợ tam phun nợ tam khom nợ tam sả riên nợ tam tì sa thì là nặng mà chấm nuôn tiệt làm bay ỏi bị chia bờ rót mờ tất khơi nâng cao chùa ruộng nông đường phải nhà này hay chấm nốt mũi tiết nó cứ dương mờ khơi tham khang sự mặt cách bẩn ly hay nâng nhà thô và đạp bộ tầng óc hoặc quạt không bằng chia riêng thả chỗ tự đón mùa than nào cái đó của thời thời chậm thời kịch ca nghe đi sự nhập ỏi bị chia bờ rót tầng óc bạn đang đài và là nhà là để mình bạn đang nốt cua tập chia riêng không bằng thời gian mất xoay xoay yul âm pi phum không miên sự vật đẹp này phù hành này bị chia sơn đặc sốc tu tư và sau này sọc nhà bật tích chiết dương sầm nhà chi bập hiệp bị chi chôn dương hay bờ sân chiết dương ăn nom nia rùm chùm này đang lư lơ pành hà năng năng ăn vật ăn năng ban từ lùm từ lấy thế vì thế ở sát than tập hiệp sự vật tập hiệp được bảo bị chi bờ rót nơi tam một than khôn ai nút cứ mình ai từ tuổi cho bà này bà cái chi bật to sầm chi lượng từ tết này cái chốn tạm đan tết sna bật được cả rồi mà dương đại tết tàu từ năng cô là dục bài phum không miên sự vật tập hiệp sầm chi sân tết sọc sân tập nộp sa thần nã chỉ bánh hát đạt trời dốc chất tự đạn chưa bởi trăm, đảm bây ai bởi chụp rộn cổ rộp nâng sân cung chỉ từng mũi miên sổ vắt tiếp hiệp. Nếu rõ mấy cái thì muốn miên chào nhật nhuộp đã đấy, chào phán, chào lùi. Từ dục mà, từ dục mà, từ đương nhiên là miên mình hoặc là đại mà hai dự bây bốn nam muốn. Và lâu nữa chào miên phùng khô miên vắt tiếp mơ, ngặt chân mọi miên ấy. Và giúp láng giềng và giềng tam lâu lại ngát ngát á nhà thờ nông ban cho thờ ca ai máu cô chào ngát vì muốn miền mềm và miền hơi bồ thai chi thờ mong bởi đã có plan mong lời tây cho lông lù và nơi này phải cho tiền ngát nè không không nông kê cô bây giờ cà pia sự vật hiệp chỉ chôn cho ngớ cô ngát bắt nhân tử bộ rốt tăng phí nên là gì thả ភាពប្រសើរឡើងនៅសុវត្ថិភាពក្នុងភូមិឋានរបស់ពួកគាត់នេះក៏ដោយសារតែគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2010គោលនយោបាយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងធានានូវសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះផ្ដោតលើ5ចំណុចគឺទី1គ្មានសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់គ្រប់ប្រភេទទី2គ្មានការផលិតប្រប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទី3គ្មានអំពើអនាចារជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទី4គ្មានក្មេងទំនើងទី5គ្មានការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពត្រូវបានអនុវត្តទូទាំងប្រទេសមួយរយៈមកតើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរលទ្ធផលនៃការអ
នុវត្តរបស់យើងទាំងពីការឧទាហរណ៍លើលើចំណុចការប្រប្រាស់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងអញ្ជើញយុវជនទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងសង្កាត់ពាក់ព័ន្ធគឺលោកមេភូមិនៅខាងក្រោយគាត់បានដឹងហើយថាតើគាត់នឹងមានយុវជនប្រមាណក្នុងភូមិនីមួយយុវនារីប្រមាណហើយប្រមាណអ្នកទៅដែលមានការភ័ន្តច្រឡំដើរខុសគ្រឿងញៀនការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងជឿគាត់បោអប់រំក្នុងការថាអប់រំឲ្យគាត់បានទៅជាយុវជនល្អទោះបីជាអាញាធរដណ្ដីនៅតាមសង្កាត់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាបញ្ហាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅតាមភូមិសង្កាត់ក្នុងខណ្ឌមួយចំនួនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងពេលមុនពិសេសមុនថ្ងៃប្រកាសស្ដីពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពក៏នៅតែមានប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនតូចត្អែថាមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយក៏រត់ទៅដប់ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ចូលផ្ទះវិញយើងរត់យកពេលក៏បានផ្លូវចូលផ្ទះស្ងាត់ហើយគេលួចតោលួចអីថ្ងៃមុនកាប់គ្នាពេញផ្លូវសាយជក់ជក់គ្រឿងញៀនបងបញ្ហាគ្រឿងញៀនវានៅខ្លះខ្លះដែរតាវាមានតាមតំបន់ពេលវាជក់វាចាមានបញ្ហាដែរអុកឡុកគេព្រួយបារម្ភដែរវាមកចាសុំយើងសុំចាស់សុំចោះបើបើយើងអត់ឲ្យគេនឹងវាយយើងទៅការសេពគ្រឿងញៀនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាសំខាន់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនមន្ត្រីនគរបាលស្នងការអរិទ្ធនីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរបស់លោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលបានលើកឡើងអំពីលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេលកន្លងមកបង្ក្រាបបានសរុបរួមមានចំនួន259ករណីចាប់រួម637នាក់បាទក្នុងនោះគឺមានករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនគឺ143ករណីចាប់រួម242នាក់ករណីចែកចាយគ្រឿងញៀន50ករណីចាប់ខ្លួន77នាក់ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន61ករណីចាប់ខ្លួន292នាក់និងផ្ដល់ទីតាំងផលិតគ្រឿងញៀន3ករណីចាប់ខ្លួន20នាក់និង2ករណីទៀតគឺផលិតគ្រឿងញៀនតែម្ដងគឺ2ករណីចាប់ខ្លួន6នាក់នេះជាលទ្ធផលដែលយើងសម្រេចបាននៅក្នុងការអនុវត្តភូមិឃុំមានសមត្ថភាពក្រៅពីគ្រឿងញៀនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងថាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចខ្លះមានការយឺតយ៉ាវអល់ឯកក្នុងការចុះបង្ក្រាបបទល្មើសដល់កន្លែងកាត់ហេតុពេលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍អំពីបទល្មើសដែលបានកើតឡើងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះលោករដ្ឋសេនាឯកប៉ុលភិថៃស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបថាខ្ញុំទទួលស្គាល់នេះក៏ជាការពិតដែរគឺកន្លងហើយយើងក៏បានធ្វើការអន្តរាគមន៍បានទាន់ពេលវេលាក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងក៏ដូចជាសំណពោប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែការខ្វះខាតវានៅតែមានហើយចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួនក៏យើងអាចថានៅក្នុងកម្លាំងណាក៏អាចមានបញ្ហាមន្ត្រីខ្លះវាអាចជួបប្រទះបញ្ហាអសកម្មខ្លះតិចតួចអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការពង្រឹងនៅការទាំងការត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាការពង្រឹងលើកម្ពស់ស្មារតីក្នុងការឆន្ទៈមន្ត្រីបំពេញភារកិច្ចចំណែកឯកឧត្តមគិតច័ន្ទថារិទ្ធប្រធានស្នាធិការស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជាក់ផងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែដើមឆ្នាំ2011នេះនាយកជារួមបាត់ល្មើសមានការថយចុះពិសេសបាត់ល្មើសប្លន់ថយចុះ 14% ឯបាត់ល្មើសឃាតកម្មថយចុះ 19%ផ្ទុយទៅនឹងការអះអាងរបស់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់និយាយថាវិធានការបែបនេះជារឿងគ្មានប្រយោជន៍ឯកឧត្តមជាពោចអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសមរាស៊ីបានលើកឡើងថាការបង្កើតភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពមិនចាំបាច់ទេពីព្រោះនៅតាមភូមិឃុំស្រុកនិងខេត្តគឺសុទ្ធតែមានក្រុមប្រសាសម្រាប់ធ្វើការងារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមកើតនេះគឺជាពីងសពោងហើយជន់គ្នាធ្វើកិច្ចការដូច្នេះធ្វើឲ្យផលវិបាកវិញទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភូមិក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍នគរបាលយើងទាំង1621ភូមិដូច្នេះគាត់មានប្រាក់ខែសមរម្យទៅគាត់នឹងអាចធ្វើការងារនៅក្នុងភូមិឃុំគាត់បានហើយមិនបាច់បង្កើតភូមិឃុំមានសមត្ថភាពធ្វើអីតទៅទៀតគោលនយោបាយភូមិឃុំសុខភាពយើងមិននិយាយដល់ការដោះស្រាយប្រវត្តិទេការដោះស្រាយប្រវត្តិជាកម្មកម្មវត្ថុរបស់ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុស្ថានភាពហិរញ្ញកិច្ចក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនបដិសេធថាអ្នកណាក៏ត្រូវការសូមឲ្យខ្លួនខ្ញុំក៏ត្រូវការជីវភាពប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលស្ថានភាពប្រទេសជាតិយើង
ឯកឧត្តមគិតចន្ទរិទ្ធប្រធានសនធិការអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានលើកឡើងថា6ខែដើមឆ្នាំ2011នេះបង្កើតក្រមប្រជាការពារបានចំនួនជាង 45,000 ក្រមមានមនុស្សចូលរួមជាង50នាក់រីឯការរៀបចំវិធានការសាធារណៈស្ដីពីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅតាមមូលដ្ឋានបានចំនួនជាង 3,000 លើកនៅទូទាំងប្រទេសលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើលោកសង្កេតឃើញថាបាត់ល្មើសដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងនេះតើមានបាត់ល្មើសអ្វីខ្លះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយវាច្រើនតែកើតឡើងនៅកន្លែងណាហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះតើវាកើតឡើងដោយសារតែមូលហេតុអ្វីខ្លះទៅលោកបាទសូមអរគុណច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃបើយើងនិយាយអំពីបាត់ល្មើសដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមយើងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះយើងឃើញមានសកម្មភាពឧទាហរណ៍ដូចជារឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀនចា៎បញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺជារឿងមួយធំធន់ធ្ងន់ណាសម្រាប់សង្គមជាតិយើងចា៎ព្រោះវាកើតនៅតាមបណ្ដាឡើងកាលពីមុនចុះវាកើតនៅតាមទីប្រជុំជនតែឥឡូវវាធ្លាយដល់ចូលដល់ទីជនបទហើយបាទចា៎ហើយការហូរចូលដល់ទីជនបទនេះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកដែលជាស្រុកស្រែចម្ការគាត់អត់ទាន់បានយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀននេះគឺគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្នកទីក្រុងទៀតផងបាទហើយមួយទៀតនោះបទល្មើសដែលយើងឃើញបន្តបន្សំបន្តទៀតគឺរឿងបញ្ហាការរំលោភផ្សេងសន្តិវិធចាការជួញដូរបេសកកម្មជាដើមគឺយើងឃើញមាននៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំមូលដ្ឋានតាមទីប្រជុំជនហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងឃើញថាមានការបង្ក្រាបហើយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីខាងរដ្ឋាភិបាលដែរមួយទៀតនោះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើល្មើសផ្សេងផ្សេងទូទាំងឧទាហរណ៍ដូចជារឿងការវាយដំអង្គររបួសស្នាមក្មេងដំណើរប្រព្រឹត្តអំពើពាលាអីនៅក្នុងបណ្ដាមូលដ្ឋានអីនេះហាក់បីដូចជាមានដែរប៉ុន្តែវាគាត់ថាវានៅមានលក្ខណៈកម្រិតទាបវាមិនទាន់មានចូលដល់គេហៅថាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេបន្ទាប់ពីយើងឃើញថាការអនុវត្តភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរយៈពេលប្រហែលជា6ខែចុងក្រោយនេះហើយបើជាគំនិតរបស់យោបល់របស់ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយនេះវាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវព្រោះគោលនយោបាយដែលធ្វើឡើងស្របតាមលក្ខណៈច្បាប់ព្រោះបទល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយនោះក៏ច្បាប់ក៏មានចែងដែរឧទាហរណ៍ដូចជារឿងគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងវាមានចែងការពារច្បាប់ថាមានច្បាប់គ្រឿងញៀនមួយទៀតរឿងបញ្ហាការជួញដូរបេសកកម្មស្អីស្អីរឿងហិង្សាក្នុងគ្រួសារអីក៏វាចូលទៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ដែរប៉ុន្តែភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគាត់ចូលរួមចំណែកមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុវត្ថិភាពមានទំនុកចិត្តមកលើអាជ្ញាធរសាធារណៈចា៎ហើយបើសិនជានៅក្នុងសង្គមមួយប្រជាពលរដ្ឋអត់ជឿជាក់អត់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើមិនបានទទួលជោគជ័យទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានទទួលជោគជ័យវាទាល់តែប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មផងដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការជឿជាក់ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភទៅវិញទេព្រួយបារម្ភថាសមត្ថកិច្ចខ្លួនឯងដែលជាមន្ត្រីមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារគោរពលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនេះបោះបង់នៅកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងចោលដោយមិនបានបំពេញឲ្យបានសមស្របមិនបានបំពេញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់ចា៎ឧទាហរណ៍ដូចមកពីមន្ត្រីយើងមិនទាន់យល់ច្បាប់ដែលខ្លួនអនុវត្តសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបានល្អប្រសើរតាមពិតទៅមិនមែនថាគាត់មិនយល់ទេចំណុចនេះវាអាចកើតចេញពីចំណេះដឹងផងវាអាចកើតចេញពីការធ្វេសប្រហែសហើយការធ្វើប្រហែសនេះនាំអាចឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ដែរចា៎ព្រោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅពេលដែលគាត់បានខ្លាយខ្លួនទៅជាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចគាត់ឆ្លងកាត់ការអប់រំវគ្គវឹកវើឧទាហរណ៍ដូចជាប៉ូលីសគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់តាមរយៈការប្រឡងប្រជែងរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់មានចំណេះប៉ុន្តែគាត់នៅមានលក្ខណៈមួយខ្វះចន្លោះដោយសារថាអានឹងគឺជារឿងថ្មីឬក៏រឿងចាស់តាមពិតរឿងនេះរឿងកាតព្វកិច្ចទេរឿងកាតព្វកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យថាខ្លួនមានកាតព្វកិច្ចការពារលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលនៅសុវត្ថិភាពនៅក្នុងភូមិឃុំមូលដ្ឋាននោះហើយប្រជាពលរដ្ឋកាលពីដើមប្រជាពលរដ្ឋអត់ជឿយ៉ាងម៉េចដោយសារថាអាជ្ញាធរគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់មានភាពមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគាត់មិនស្មោះត្រង់យ៉ាងម៉េចគឺគាត់ចូលចិត្តទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានមើលឃើញអំពីភាពមិនស្មោះត្រង់នោះឧទាហរណ៍ដូចជាមានការបង្កើតលបែងស៊ីសងនៅក្នុងភូមិឃុំហើយអ្នកដែលលបែងហ្នឹងវាតែងតែបង្កើតនៅរឿងលួចរឿងឆក់រឿងប្លន់នេះឯងហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមទៅបក្រាបទេដោយសារអីដោយសារថាពួកគាត់ហ្នឹងអាចទទួលនៅផលប្រយោជន៍នៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងក៏អត់ទៅទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងជូនទៅខាងភ្នាក់ងារភូមិមូលដ្ឋានរបស់គាត់គាត់មិនហ៊ានទៅបក្រាបចា៎ហើយការបង្ក្រាបមិនស្រួលវាអាចជះឥទ្ធិពលជាមួយនឹងគាត់ដែរបើមិនជាគាត់ធ្វើមិនត្រឹមត្រូវវាអាចកើតជាគំនុំគុំគួនរវាងក្រុមឈ្មួញជាមួយនឹង
สมัติกันเดือดพองคอยต่างอ่อนนี่อยู่ถ้าแต่เมียนกาปรองประหยัดบาสันจีพเนงีสมัติกันยืงถ้วยไปให้วิอันบัดบองชีวิตได้ไหมจิมต้อสมจริงลูกนึงตุกแต่สติปิจนตามนานแต่สนามบัดเดียวกาหรือมายืงในแบบมันต่อติดสมจริงกาสอบสายหนึ่งกาอนวัตกุลอยู่ใบพุ่มคมเมียนสวัสดิพิบตะบันอนวัตในตูเตียงประเทศกัมพูชีអរ៉ាប់សេនត្រីថ្លាងភីរិនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ពីការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងខេត្តកំពតថាយើងបានចាត់តាំងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនគរបាលជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសម្ដៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានយល់ដឹងនិងផ្ដល់ព័ត៌មានកែលម្អក្នុងការបង្ការបង្ក្រាបបទល្មើសនៅហើយចូលរួមក្នុងចលនាការពារសន្តិសុខសម្រាប់ក្នុងសាធារណៈនៅតាមសហគមន៍ភូមិគុំមួយមួយសរុបមកវិញយើងធ្វើបានចំនួន125លើកប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមចំនួន 8,379 នាក់យើងឃើញថាប្រជាជនគាត់មានភាពកក់ក្ដៅហើយគាត់ជឿជាក់ណាស់បើគាត់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបនេះចា៎ហើយក៏គាត់បានអំពាវនាវសុំឲ្យមានការផ្ដល់ជាចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ទៅដល់ពួកគាត់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីថ្លាងភិរិនបានបន្តទៀតថារយៈពេល3ខែចុងឆ្នាំ2010លទ្ធផលឃើញថាបលល្មើសពាក់ព័ន្ធលក្ខណៈសម្បត្តិ5យ៉ាងនៃភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅទូទាំងខេត្តមានការថយចុះអត់មានថយចុះទេមានតែថេរឬមួយក៏ភូមិឃុំខ្លះមានតែឡើងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឲ្យតែពង្រឹងរដ្ឋបាលយើងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទៅជាពិសេសបង្កើតដូចថាប្រាក់ខែបង្កើនប្រាក់ខែឲ្យគាត់បានសមរម្យនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាឃុំក្រមប្រឹក្សាភូមិក្រមនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលហ្នឹងគឺជាការស្រាច់ហើយយើងឃើញថាមានការបន្ថយហើយចាវាមានការកាត់បន្ថយច្រើនហើយបើយើងក៏លើកទៅមើលការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចវិញគឺថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាងពីមុនដោយសារតែប្រជាជនគាត់កាន់តែយល់ហើយមានការជំរុញចាអញ្ចឹងយើងឃើញថារាល់បទល្មើសអើយមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តណាសម្រាប់សមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរណាលោកស្រីត្រីឈួនបានបន្តថាដើម្បីឲ្យការងារភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទទួលបានជោគជ័យគឺអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរដែនដីដែលមានការពាក់ព័ន្ធពិសេសកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ត្រូវមានការយល់ដឹងពីច្បាប់និងមានអព្យាក្រឹតដោយសារប្រហែលថ្ងៃមុនគឺប៉ូលីសនិងចៅបាញ់គ្នាធ្វើឲ្យស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2រូបហើយដូច្នេះហើយនិយាយថាភូមិឃុំមានសមត្ថភាពនឹងបកកើតក៏ប៉ុណ្្នឹងមិនបកកើតក៏ប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅឃើញជាការលំបាកយើងធ្វើតាមជំនាញអញ្ចឹងយើងគឺថាយើងឈប់បាញ់ហើយយើងប្រើជំនាញមានពេលនោះយើងមានទាំង PM យើងមានទាំងប្រតិបត្តិការសឹកហើយនិងប៉ូលីសអញ្ចឹងក្រុមអន្តរការគមគឺយើងចុះទៅព្រមនេះហើយយើងបានលទ្ធផលយើងសម្រាប់លទ្ធផលយើងបានចាប់បានចៅប្លន់ហ្នឹងគឺម្នាក់ហើយនឹងអាវុធម្ដងការបង្កើតភូមិឃុំមានសមត្ថភាពប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនពេញចិត្តនិងអបអរសាទរចំពោះគោលនយោបាយនេះដោយពួកគាត់បានលើកឡើងថាមុនពេលបង្កើតភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅតាមភូមិឃុំមួយចំនួនបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ហាក់ដូចជាមិនសូវមានលក្ខណៈល្អនោះទេមានចៅវាឆក់ប្លន់មានអីអាបងទូចបងធំអីចឹងណាបាទអំពើហឹង្សាហ្នឹងក៏មុនវាមានប៉ុន្តែឥឡូវកងដាវុធយើងដើរការពារអីចឹងក្រាបអីចឹងណាបាទដល់ឥឡូវវាអត់សោហ៊ាននេះវាកាន់តែស្បើយទៅវាអត់ហ៊ានជាមួយយើងទេបាទទោះបីជាអាញាធរនៅតាមមូលដ្ឋាននានាអះអាងបញ្ជាក់ថានៅតាមភូមិឃុំពិតជាមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចមិនទាន់មានការជឿជាក់និងទុកចិត្តទាំងស្រុងនៅឡើយនោះទេរាជអាជ្ញាធរដែនដីវការពិតបាប់គ្រប់គ្រងថាបាប់យើងមានស្ទាក់ទប់ស្កាត់ក៏វានៅថាដូចតែមិនមានសន្តិសុខអីណាប្រហែលអត់តែរឿងអស់ហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងមួយក្នុងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះវាមាន5ចំណុចដែលសំខាន់នេះគឺយើងឃើញថាបទល្មើសដែលវាមានកើតឡើងជាប្រពៃណីនេះគឺអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបាទអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារវាកើតឡើងដោយការមានការស្រវឹងបាទបន្តិចបន្តួចហ្នឹងវាមានប៉ះដៃប៉ះជើងគ្នាទៅឃើញមានលេចឡើងឃើញអង្គហ ংস ាក្នុងគូសានេះច្រើនបាទហើយបាត់ល្មើសកែមនុស្សមានការថយចុះមិនមានការឡើងទេលោកព្រំវិស្នាអធិការស្រុកឈូកបន្តទៀតថាក្រោយការប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីដើមឆ្នាំ2010ស្តីពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពមក
Kết đầu ngày tiết bay khai xe hai chân năm bị bỏ đọc mũi, nơi khăn ông sọc chốt tiếng mũ bàn đếp trong cầm lăng bởi trực cả phía, bàn chiêng bê rầy cồng, miên mà nụ chiêng buôn bỏ nẹ. Lúc ba mình chạy thả, cầm lăng bởi trực cả phía tiếng ổn nốt, đã tốt đơn tí giang sầm khăn, mình ai khóa bán nâng chưa bỏ phốp bỏ đọc bỏ miên, đã tạo tương tên nâng sổ bỏ tập hiếp phùm khùm. Lúc tạm cả bằng hai nhạc thông bản yêu cả, bánh mình nếch dương khơi tham biên mà tệ phí khó khăn nề. Mà tệ mỗi bản lực là thà tụi bây chì biên côn lợi dụng bài phùm không biên sử vật tập hiệp cả đó có bạn là mức cứ mình biên ca thòi cho tệ. Hay mà tệ mỗi tiết tham biên ca thòi cho chúng phù lực với lúc dương khơi dương mạch này. Không tụ sản nạc nhưng mà tốt nhưng mà khơi thà bọn là mức vì ai cả là người gọt thòi cho tự tạm bê vô lìa này cả bọc bật tờ tụi giang đôi bì bê bàn chà bọn này cứ bất tế Campuchia dưỡng bàn chụp miền cả riêng trong bị thi bị bọn xem xên để nơi ta mình đã phùm khống cứ đợi đời này cứ đợi đời thơ sai thơ chồng cả nâng chồng đợi tìm mùi dân chôn bộ là mơ ấy nâng bà hai chị ai miền lẹ nạ thói cho đời xa ra miền cả kích tập bị đường ca nghe mục rồi bò châm chi vật dân nâng đập nạ ca để kì gầm phong đầu thơ vơ ca bằng con bằng cả phò chồng đợi bí nhưng mà khơi mùi tiết khơi nạp bộ luật khám ai dân bàn thơ chồng nạ sọc trên bị sọc chứ đàn từ cái lái đi bị chung chốn từ đô mục đồ bò tam thì dạng cái này sâu được cái đấy nơi không sâu cái đấy chẳng khơi hai phần chấm đất pin đấy để dân mới khơi tham bị ai miền ca thôi cho men dân ai từ tù squal bàn tay với men tha đời xa tha hương cà pin ông tê phố dân ở toàn bàn từ tù là tập phần pi pi cà ăn vọt phum khum miền tập tập hiệp nắng mà đòi phụ dân là lời tha bị ai thôi cho đời xa bao nhiêu hàng người mà tại bản thân thì dân vì đất mới là từ đây để miền được không có cô được bài phụm không biết sự vật phép tiền pram chấm đất nhưng dọc mùi chấm đất một bình đất mức lúc mưa khi tha ta bị cấp cron sầm rạp ca biết sự vật phép chỉ chân dương hai lần này rú bởi dân khơi nơi nông ca bậc ca chỉ tu từ nông pram chấm đất này dân khơi tha về tay để cả miền chia bảy trăm cái tha nắng bọt là mưa ở riêng trái là về nơi nông phụm không na còn miền này tầng ông thì họ đôi chia riêng ba nhà hà cả chuối đầu đương nhiên chẳng việc số sai tầng hỏi rương bánh hà hăng xa trong cửa xa rương bánh hà làm bánh xì xong chứ biết sẽ làm bánh xì xong nên cầm bông tới chết châu tràn đấy là cái nông phùm khôm dưỡng hay bà xin chế phùm khôm mà chùm nôn nếp bạc bạc ổ cả lăng tổ lùm thì lý ở cửa chùm mùi chết phong hay bánh hà này cua tại vì nất đây đôi chì mình sơ miên bà xin phía bắt đầu vì ọt đăng mến tại vì cá ớt dưỡng ọt bàn tại bà grab miếng phùm ọt bà đăng chắc mấy tại bà grab cá ớt hay vì nơi tại cá ớt miên nơi cửa nông năng chân mùi tiết ứng tiện tân năng ca cũng đáp mình đồng đường mình đồng đường nhưng từ tù sủa tham biên ca thoi cho mình nơi khả năng bộ phê bọt là mơ mùi nắng còn tái bộ phê mùi nắng thoi cho được cho bạn dễ bị khang đam được xa thà rồi đời ní chưa rồi đời thừa sẽ thôi chúng ca dân tư hay miền chúng nạ sọc từ ô thơ ca bọc gọp ở chi vực cam tư tại đó là phê bị thi bọn bị thi tiên chơi đơn nơi khả năng bộ tế dương ca láng cứ đôi chị gần khi đầm nương nắng việc học trình nằm bao đài nắng đôi chị viêm men chỉ hướng môi bẹp pon chỉ môi nâng ca bằng cà tê và môi tiết bẹp pon nâng hướng ca chuyên đô rồi có hăng xa từ lơ sợi dây nhắn chuyên đô sợi đầm lộp sợi cổ ma ấy đã ở nơi không phun khốn dương từ tu qua thà vì miền cả thôi cho mình bạn trên đất không ca bằng cà bạn là mới nãy như khi thà bị chia bỏ dương môi chìm đuối nó quạt hạt đôi chị bằng hai thà quạt mình tụt chặt từ lơ cầm một tay miền sầm mặt tay cây tê cứ bạn là mới tiếng lại để cả là nó như chia cả lót để quạt vụ quạt cà pì khốn lại khốn anh tại lúc giờ khơi nhàng bệnh đấy hạ bây đôi chị sơ từ mình trăng chưa từ chị luôn ấy để xa tha khơi bị chia bỏ mà chìm đuối còn dây chẳng mến còn tay quạt complex tha bắt tay này môi thì muối cứ kìm miên ca cướp rong tam bát bát thọt bà bát tên niêm mũi kìm miên cầm lăng xong để sóc đầm bay ca pia bị chia chuồn kề dân không niêm chia bị chia bờ rót cứ quắp bay dân prapra hỏi oh là tập hiệp sầm rạp oh nhà nhà thôn miên sầm mặt đằng cách màu châu rôm chấm nay chấm mũi đường phụ dân phát đo cách ca pia ở dân phố nhà thôn miên cần tập cách bao quát cứ ca pia cờ rôm bầm bình chỉ bị xét cứ ca lực tuổi sân mà nuôi này ảnh buồn chấm đất nít cứ chỉ đường mũi đại chỉ cần tập cách bao quát màn ai cái bán đấy rí ai phải chia vào đó để quạt dây tha mình chứa nhưng cái thà quạt mình toàn bàn khơi phìp là ò phìp là ha là hồn nâng ca chui đào bỏ sản phẩm cái những thứ đó bộ quạt chẳng xin là xong ơi miền nhà thô sản phẩm cái đại nơi không đồng bón nút cua tại bằng hai xin là đầy cua tại bằng hai nơi lẹ cả nặng đó xong rôm muối đại bộ quạt ai chứa bàn bố tha sản phẩm tập phìp xong là xong mình ai phải chia vào đó luôn anh ca pìp luôn anh bán đấy à nấy quạt là chia lẻ thì mẹ cho màu thưa chia ca dây lên sao ấy thế tại bởi rương phanh hà sở văn đặc biệt xong là sốc men dây hướng lên sao ấy thế cứ chỉ rương sông khăn sở mẹp sở cùng chuyện cả na bởi tế dương ban tựa tuôn nơi sở văn đặc biệt xong là sốc là ó
cứ dân ban tự tuôn nơi chi vật phiếp xong rộng này, dân ban tự tuôn nơi mục đồ bò ca rộng xì thầm thấu xuống bùa này, hay miên cả chư chạy vì hạ cung tật tây xin tiết kế ai chô rùm chùm này, tới vì ai thư ơi thường cung dân đi chùm ra hình bản. Hay bởi dân chi dân kịch vì đường ca phiếc luôn ấy, tại dân miên xa mặt phiếp ấy khác. Bởi chứ bởi rốt, cứ quát mình men chỉ nẹt cà phê luôn quát đấy, phần thái quát chỉ nẹt châu rùm chùm này, hay dương đừng ngon cái nêu chia bờ chia bờ rót, bờ sân chỉ dương mình miên cà chưa chết, dương thời ca châu rùm chùm này sân, châu rùm chùm này đang thả táo, biên mua hai bao bị ấy sân, dương anh gì về chào bàn thì. Chắc xin phép nói cũng như vua cà bỏ sân.